sáng ngày 8 tháng 10, tiếp tục phiên họp 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai với dự án luật nhà giáo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 8 sắp tới. Điểm nhấn chính là các chính sách về lương, phụ cấp và hỗ trợ cho giáo viên, đặc biệt là đề xuất miễn học phí cho con của giáo viên. Theo tính toán, các chính sách này sẽ khiến ngân sách nhà nước tăng thêm hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm. Điều này đặt ra câu hỏi về nguồn kinh phí và sự cân đối ngân sách. Theo đề xuất, phương án quy định chi tiết tại dự thảo nghị định thì bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông công lập có sự điều chỉnh để phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công việc đối với nhà giáo ở các cấp học. Đồng thời, phụ cấp ưu đãi của nhà giáo dự kiến điều chỉnh đối với cấp mầm non tăng thêm 10% và tiểu học tăng thêm 5%. Nếu chính sách này được thông qua, chi phí tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ khoảng 1.068 tỷ đồng một tháng. Hàng năm ngân sách phải bổ sung 12.816 tỷ đồng. Ngoài ra, với quy định nhà giáo tuyển dụng, xếp lương lần đầu được xếp tăng một bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, báo cáo của chính phủ cho hay, chi phí phát sinh tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ khoảng 22 tỷ đồng một tháng, tức là hàng năm ngân sách phải bổ sung 264 tỷ đồng. Với chính sách miễn học phí cho con của nhà giáo từ mầm non đến đại học, căn cứ độ tuổi của nhà giáo và dự tính độ tuổi của con, chính phủ cho biết hàng năm ngân sách nhà nước phải cấp chi trả thêm 9.212,1 tỷ đồng. Các đại biểu Quốc hội bày tỏ quan ngại về việc miễn học phí cho con em giáo viên chỉ áp dụng cho trường công lập, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tính công bằng trong phân bổ ngân sách. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan chức năng cần đánh giá kỹ lưỡng, tính toán chi tiết để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này. Dự thảo luật nhà giáo đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.